Kẻ thù nguy hiểm nhất của châu rừng châu Á. Hổ là kẻ săn mồi hàng đầu trong phạm vi sinh sống của châu rừng và chúng cũng bị săn bởi hổ. Châu rừng vốn ghét hổ nên hễ thấy mùi hổ là châu liền dậm chân, lồng lộn lên và cuồng loạn lạ thường. Đồng thời khi châu rừng đánh hơi được chỗ hổ đang rình rập thì sẽ lao tới. Hai chú châu rừng khỏe mạnh có thể dễ dàng hạ được một con hổ. Mặc dù vậy, hổ vẫn là loài đe dọa nghiêm trọng đến sự sinh tồn của loài châu rừng. Những kẻ thù khác của châu rừng. Ngoài ra, cá sấu mức gơ đôi khi cũng săn châu rừng châu Á trưởng thành. Và gấu đen châu Á cũng được biết đến rằng có thể giết loài vật này. Một con hổ có thể đánh hạ được một con châu rừng trưởng thành. Không những thế, những loài chuyên ăn xác thối trong môi trường sống này cũng sẽ ăn xác của những con châu rừng đã chết. Những đàn châu rừng lớn có thể phá hỏng hệ thực vật trong môi trường sống bởi chúng thường xuyên gặm cỏ và nén đất lại